Vâng, đây là mẫu bi cầu mili nhá, đến từ thương hiệu Aozoom đây ạ. Con này thì dùng chân H4, công suất của nó thì đến 70W trên đầu bóng. Đây, bên em vừa mới lắp đặt trên con xe Yaris đây ạ. Con này dùng chân H4, đây em lắp full cả một bộ trên con Yaris nhá. Và bây giờ là ánh sáng thực tế của con bi cầu mili đến từ thương hiệu Aozoom đây. Con này thì là công nghệ mới nhất năm 2024 nhá. Mới ra mắt Việt Nam, trên thị trường Việt Nam mình được tầm 1-2 ngày đây. Các bác nhìn được cắt của nó này, quá tuyệt vời. Cái bảng này thì hẳn không thể đủ độ rộng của nó được. Cái bảng này hiện của em là 3m, hẳn không ăn thua gì cả. Các bác nhìn đường cắt của nó ấy, ánh sáng rất là ok. Pha cốt ok nhé, anh đã pha không ấy? Đây là pha đấy. Em dám khẳng định là cái mẫu bi cầu mili của hãng Aozoom này là nó là đỉnh nhất trong các hãng bi cầu nhé. Độ rộng của nó phải cắt rộng ngang với con bi 3 inch nhé. Với mẫu bi cầu của hãng Aozoom này thì bên em bảo hành đến 35 nhé. Đổi mới trong 35, một đổi một các bác nhé. Đây, bảo hành chính hãng 35 nhé. Anh pha nha, anh pha luôn. Đấy, pha cốt. Các bác nào có nhu cầu mua, quan tâm về cái mẫu bi cầu mili ấy, LED bi cầu mili của hãng Aozoom này thì liên hệ bên em nhé, qua cái số hotline bên em ghi màn hình, hoặc là vào trực tiếp cái website nhé, leica.vn, để được tham khảo tất cả các mẫu LED bên em đang phân phối nhé. Các bác nhìn ánh sáng nó có chất lượng. Vâng, chào các bác đã theo dõi video nhé. Các nào mà quan tâm thì cho em xin một follow nhé, một tim nhé. Vâng, chào các bác.